một con trong chim thay đổi đấu thiếu hay là đấu trường chắc là chúng ta có tên loại chim đó. Còn chim sữa lông mà chúng ta cũng tốt thì ta vẫn còn cơ hội, còn chim yếu mất hình mất bộ và không tìm chim đấu thì chưa được đấu trường, thì đây là giải đấu trường. Đẹp chào má hay má.